ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn món càng cua. Hai vợ chồng mình sẽ ăn món càng tôm hùm sốt me mọi người ơi. Ê, mọi người biết từng này bao nhiêu càng tôm hùm không? 12 cái càng tôm hùm. Càng nhỏ cũng có mà càng bự cũng có luôn á. Đó, quay cận cảnh này. Và siêu rẻ luôn. Thì mình mua là 4 đồng cho 1 pound. Có nghĩa là tính ra tiền Việt khoảng tầm 100 ngàn tiền Việt Nam cho nửa ký. Vậy có nghĩa là 1 ký thì mình cho là 200 ngàn tiền Việt Nam. Quá rẻ cho một cục tình luôn. 200 ngàn tiền Việt Nam là mình có thể mua 1 ký càng tôm hùm rồi. Và ở đây á, là mình mua hơn 2 ký mọi người. Lúc mình vào chợ á, thì mình thấy người ta bán từng này, xong mình nói là anh ơi lấy em sạch luôn đi, lấy em hết luôn đi. Cái mình mua hết sạch hơn 2 ký về. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Đầu tiên, để làm được cái món này thì mình phải dùng cái chày. Mình đập nó ra mọi người. Để xí nữa mình răng me thì nó sẽ ngấm cái gia vị. Nó cứng mọi người ơi. Nấu lên cho nó thấm. Ê, đập nó ra như thế này này. Đó, thấy chưa? Là cái phần thịt nó đã lòi ra như này. Tiếp tục mình sẽ đập những cái càng còn lại. Tính ra nó rất là rẻ. Tại vì mua một con không á là 17-18 đô. Mà mình mua càng không thì chỉ có 4 đô mà thôi. Càng thì nó thịt rất là nhiều luôn. Tất nhiên là cái đuôi của con tôm hùm là nhất rồi. Nhưng mà sau cái phần đuôi là phần càng à, thịt này. Quá trời thịt ở trong luôn. Mình đập ra xong hết rồi này. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho bột bắp vào. Úi dồi ôi, cho nhiều quá. Trời, lố rồi. Sorry mọi người. Lố rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ phủ bột lên. Mình không có như là người khác là mình sóc bột, gọi là bỏ bột vào một cái thau xong sóc lên phủ đầy bột như vậy. Mình không làm vậy. À, bởi vì sao? Tại vì mình không thích làm vậy. Mà là mình sẽ cho bột vào ở những cái gọi là cái điểm chính của nó. Có nghĩa là khi mà mình đập nó ra như thế này rồi này. Và đoạn này có thịt này thì mình sẽ phủ bột ở nơi cái đoạn thịt này, gọi là điểm chính của nó đó. Để nhúng nó vào này. Đó. Nhúng nó vào đây, bột như thế này. Đó. Vì sao? Là để mình giữ lại cái lớp thịt này, khi mà lúc mình chiên lên á nó sẽ không có mất cái chất đi. Mình rắc bột ở cái phía này luôn, chứ mình không có cần phải rắc toàn bộ cái vỏ của nó đâu mọi người. Làm gì nó cũng có cái lý do, cái mục đích của nó hết. Ví dụ như là đập nó ra là mục đích để xin ở mình sốt me ha. Nó sẽ thấm vào, nó sẽ ngon hơn. Và khi mà mình đập rồi á thì mình phải sử dụng bột để mình bảo vệ cái lớp mà mình đã đập đi, để khỏi nó mất chất. Nó đơn giản vậy thôi, mọi người cứ hiểu đơn giản là như vậy. Còn những ai mà có những cách làm khác thì hãy bình luận chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Còn mình là mình làm cách này.
lâu lâu mình lười á mọi người, mình cũng không có lăn bột luôn, mình để mình sốt me rồi sốt bơ tỏi luôn, mình hứng lên là mình làm nó bài bản lắm. Còn mà mình đã không hứng lên mà mình kiểu như là đói quá đó mọi người, mình nấu cho có vậy đó, thì mình sẽ làm kiểu khác, làm kiểu giả chiến, cũng là sốt me nhưng mà nó không bài bản. Còn bữa nay làm bài bản xíu, mà mỗi lần làm bài bản như này là quay lại cho mọi người chia sẻ luôn. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Mọi người có thể sử dụng bột năng cũng được mọi người, không nhất thiết phải bột bắp, có người còn sử dụng bột mì nữa kìa. Cái càng này này mọi người, là mấy cái con tôm hùm á, nó bị gãy càng. Nó vẫn còn sống nha, không phải nó chết đâu nha, nhưng mà nó bị gãy càng đó mọi người. Nên là người ta lặt cái càng ra, xong đóng vào hộp và người ta giảm giá, để cho những ai mà muốn mua thì người ta mua, gọi là giá sale đó. Lâu lâu á, có mấy con tôm hùm nó bị gãy càng á, người ta cũng bán nguyên con tôm hùm thì nó cũng rẻ, nó tầm khoảng 10 đô gì đó. Nói chung là tôm hùm thì mắc hay rẻ nó tùy đợt đó mọi người, tùy mùa. Nếu mà mùa nó thì nó rẻ lắm, có đợt có 8 đồng thôi mọi người. Trời, đợt 8 đồng tụi mình mua về 6 con ăn ngất ngây ngây ngất luôn á mọi người, ăn no luôn á. Ăn đến nỗi mà ngấy luôn, ngày mai không muốn mua ăn nữa mà. Và cũng tùy bang, có nhiều bang người ta bán rất là rẻ, có nhiều bang bán mắc lắm. Bang nào mà ở gần biển đó mọi người thì đồ hải sản nó rẻ hơn. Cái càng này này mình lỡ tay mình đập nó mạnh tay quá, xong nó rớt ra. Bạn nào mà đập thì rút kinh nghiệm nha, đập nó nhẹ nhàng thôi, nãy mình sung quá mọi người. Mình cứ sợ nó nổ mọi người, nó té. Wow. Cái này mình chỉ chiên sơ qua thôi, mình không có cần chiên kỹ lắm đâu. Trong lúc mình chờ đợi chiên tôm hùm á, thì mình sẽ làm hỗn hợp nước sốt nha mọi người. Ở đây nè, là lúc nãy mình đã cho nước me vào đây rồi, nghĩa là me cục á, cho vào xong bỏ nước nóng vào ngâm khoảng tầm 30 phút là mình vắt ra, mình sẽ có nước cốt me như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vào nha. Đầu tiên là mình sẽ bỏ tương ớt chin su. Bạn nào á mà thích ăn tương cà á, thì có thể bỏ tương cà vào cũng được. Đó, cần ăn hết gần một lọ rồi.
mình bỏ khoảng tầm 2 muỗng tương ớt chim su. Nhưng mà mình lại không thích ăn tương cà mọi người, cho nên mình không có bỏ tương cà. Tiếp theo là mình sẽ cho muối. Vừa phải thôi. Này, tại vì là tôm hùm nó đã mặn sẵn rồi, nên là mình không muốn là nó bị mặn đó mọi người. Mình nấu ăn kiểu vậy đó mọi người, không có một cái công thức nhất định, chỉ án chừng thôi. Đây là nói rồi, mình không biết nói bao nhiêu lần nữa. Các bạn cứ hỏi công thức bao nhiêu nhưng mà mình không có công thức nhất định. Bây giờ là mình sẽ cho đường vào. Thậm chí mình còn không sử dụng muỗng để đong đo nữa. Cái này khoảng tầm 6 muỗng đường. Tại vì nước sốt me rất là nhiều. Nói chung là nó tùy thuộc vào cái lượng mà lượng tôm, lượng cua mà các bạn ăn thôi. Mình có 12 cái càng tôm hùm lạnh nên là mình phải làm nhiều như này. Và cuối cùng thì mình sẽ cho ớt băm vào. Rồi mình sẽ quậy cái hỗn hợp này lên. Xong, mình đã có xong hỗn hợp rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ kiểm tra là tôm hùm nó đã chín chưa. Rồi mình sẽ tiến hành làm sốt tôm hùm. Càng tôm hùm sốt me nha. Ở đây á thì mình có sả băm nhỏ này, tỏi băm nhỏ này và gừng băm nhỏ. Thì mình sẽ cho sả băm nhỏ vào. Sau đó mình sẽ cho tỏi băm nhỏ vào. Khi cho nó thật vàng thơm rồi, lúc đó mình sẽ bỏ gừng sau mọi người. Okay, bây giờ thì mình sẽ bỏ gừng vào nha. Mình sẽ cho nước sốt vào. Thấm mất ngay tâm hồn luôn. Cuối cùng thì mình sẽ cho càng tôm hùm vào. Ôi sao nó nặng vậy ta? Nặng quá. Mình đảo như thế này này để cho cái nước sốt của nó ngấm vào trong từng thớ thịt của con tôm hùm. Mình nấu sao mà cho cái nước sốt này nó đặc như thế này này mọi người là được rồi. Nãy giờ mình đảo đều lên á, cho nước sốt nó dính vào trong cái càng, cho nó ngấm vào trong rồi đó. Nguyên một khay luôn mọi người ơi. Cái nước sốt của nó này, nó đặc lại, nó cô đọng lại. Bây giờ thì mời mọi người cùng chiến với hai tụi mình nha. Xin chào mọi người. Ok mọi người, mời mọi người cùng ăn với tụi mình nha. Mời mọi người. Mọi người. Ok. Hey. Đó, nó ra luôn á mọi người. Thịt này. Hấp dẫn chưa? Look at all this lobster. It's a lot. My wife has poor impulse control. Is it good?
nguyên miếng thịt luôn mọi người. Càng này ngon nè. Mình chấm với nước sốt nó dính ở ngoài vỏ. Thịt nó dai. The tamarind garlic sauce is really good. What the hell is this? What? Cái này ăn là mình phải mút ở ngoài vỏ mọi người, tại vì bao nhiêu cái chất mà me đồ á, nước sốt me nó bám ở ngoài á, rất là ngon luôn á. It's good. Not bad. I love this sauce. It's the best part. Sauce is the best part, babe. Hi. Did you steam it? Or did you just stir fry it? Just fry it. Chấm với nước sốt coi. Super messy though. Ew. Really good. Wow. Yeah. Nguyên cục thịt luôn. Yeah, baby, the sauce. Yeah, show them. My hands are, wow, look at you. She's dripping all over herself. Dơ mọi người. Rớt xuống cái áo mình nè. Thịt nè.
Eating. What's up? Eating. Hi everyone. So I today went to festival. Oh, tulips. This for me? Yes. Thank you. Oh, it's your hand. Johnny. Put it here. Oh, thank you. And then also some white chocolate strawberry wine. Thank you. Thank you. And this is what I bought from the Spring Festival. What is it? It's a marinated beef with seasoned with what? Carolina Reaper. Carolina Reaper beef. Yes. Carolina Reaper beef jerky. Did you try it? I had some, so I had a little bit, but it's way too spicy for me. I use this to prank people, so yeah. It's Carolina Reaper's the spiciest pepper in the world, man. It's a Carolina Reaper. It's the spiciest pepper in the world. I'm good. Try it. Okay. It's a spicy just pepper. Just a little bit. No. Let me try it. Don't try the whole one. No. Oh, it's spicy. Just wait, it's gonna be really too bad. Oh. You want to eat some lobster? Maybe Tracy wants to try some. We're about to go dinner soon. Where are you guys gonna go? You wanna try some lobster? It's super good. Messy. Yeah. And oh, the sauce is really amazing. I might try some too, I'll just try the meat a little bit. Come here. Why? Because she can try a little bit. Try the big one. The bone meat. Oh my god. Come on, just try it. You can wash your hand she later. Can do it. the bone meat. Oh my god, are you like cutting? Yes. It doesn't matter if you don't mind, you know? She's like, no, fuck that. Đây là Johnny, mọi người. Johnny với lại là bạn gái của Johnny đến mà không thông báo trước. Nên là vào cuộc. Yeah. You make the big one for her. Hey, Tracy. What? Oh, that? No, I won't. Have you ever had king crab? Tracy. Mm-hmm. Have you ever had king crab? Sure. No? Really? Not real Carolina Reaper. I make lemon crab, garlic, ginger, chili. And I put salt and sugar. Yeah, that's it. Mm-hmm. How was that? Good. The sauce Tell is good. People. It's amazing. The sauce Tell is people. Good. It's amazing. I can open up a restaurant to sell lobster. Really? It's pretty good. Thank you. I think I'm done too. Yeah. Yeah? Yeah. Tay này. Dơ hết luôn á. Oh, it's difficult. Yeah, you can use it. Yep, cracker. Cracker. Sit down and eat. Just eat. So really, just what you been doing, Amanda? Deciding where we're gonna go. Oh. More than anything. Dude, this one is tough. Hard. This one is hard. Crack it. Man up. You can do it. Oh. Don't be a little bitch. My hand is all greasy. Do it. It's just so hard. Knew it. It's gonna get everywhere. Mình là mình no rồi và chồng mình cũng no rồi. Bây giờ là Johnny đến thì để Johnny ăn với lại là bạn gái. Johnny đang open cái vỏ nó ra để đút cho bạn gái ăn mọi người. So where this jerky? No, it's too spicy. It's too spicy. I'm trying. Too spicy. Yeah, I try it. Đây mọi người, Johnny đi lễ hội hoa tulip về với lại
người yêu nên là mua cho tụi mình hai cái gói gói khô bò mọi người, siêu cay luôn, cái này siêu cay luôn mọi người. Và cái này là sô cô la và cái này là hoa này mọi người, hoa tulip đó, mua tặng đó. Bây giờ mình sẽ thử cái khô bò này. Five alarm chili beef with Carolina Reaper. They're lying. It's too spicy. It's not that bad. It's too spicy for me. It's too spicy for us. Cay quá mọi người. It's spicy. It's not as bad as the spicy noodle challenge. Sure, but yeah, wow, yeah. Carolina Reaper is really, 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 really bad. Really bad. Nó rất là cay. Mình ăn từ từ thì được, nhưng mà mình ăn nguyên miếng thì nó sẽ cay. Cái này cay nổi tiếng luôn á. You saw me siêu eat it? Cay luôn mọi người. It's so spicy. This one is sweet. Maybe later you can try. No, that's right. This one is sweet. It's strawberry and white chocolate. Strawberries. Wow. Chocolate and covered white strawberries. Chocolate. Wow, wow, mọi người này. Godiva. Sô-cô-la trắng ở phía trong là dâu tây mọi người. Ooh. Ăn cái này cho đỡ cay. Đây là lần đầu do anh đi thử. The good thing is they are not. Tôm hùm mình nấu. Vợ chồng mình đã đi rửa tay rồi mọi người. Thì bây giờ mà bọn mình sẽ tiếp khách, khách đến nên là mình sẽ tiếp khách. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Xin chào. Bye. You wanna say bye? Thank you, Anh. Bye. Bye.